Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của kênh Mr. Kha Việt Map. Thì cái nội dung video này Kha sẽ nói đến một cái vấn đề là những cái sản phẩm Việt Map HUD của Việt Map khi bán ra trên thị trường á, thì có một vài anh chị em cho rằng là nó rất khó sử dụng và sử dụng nó rất là phiền. Để trả lời cho vấn đề đó thì Kha xin mời tất cả quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video xem Kha sử dụng Việt Map HUD như thế nào và nó có phiền hay không. Sẽ có câu trả lời ở cuối video nhé. Xin mời. Để sử dụng được cái HUD của Vietmap thì anh chị và các bạn cần phải tải cho mình một cái ứng dụng tên là Vietmap Lite, và trước đó là Vietmap HUD. Bây giờ mình sử dụng Vietmap Lite ha. Thì lần đầu tiên mà mình kết nối với HUD á, thì mình mở cái Vietmap Lite lên và mình phải đăng ký cho mình một cái tài khoản. Thì cái cách đăng ký như thế nào thì ở video trước thì Kha đã hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn xem cái cách mà kết nối với tải và đăng ký Vietmap Lite như thế nào rồi. Video này mình Kha sẽ bỏ qua nha. Rồi, lần đầu tiên sử dụng thì bắt buộc anh chị và các bạn phải kết nối với hub. Cách kết nối như thế nào? Đầu tiên là mình bấm vô cái chữ là vui lòng kết nối nè. Đó, mình bấm vô hub nè. Rồi, mình bấm vào Bluetooth. Xong sau đó mình dò tìm cái HUD. Sau khi dò tìm xong thì mình sẽ bấm vào Vietmap Hub để cho nó kết nối. Rồi, các anh chị và các bạn nghe tiếng tinh như vậy là mình đã biết đã kết nối được thành công. Và trên cái màn hình HUD bây giờ nó đã hiển thị được cái vị trí của mình đang ở đâu nha. Rồi mình tìm đường thì mình chỉ cần vào trong cái mục tìm địa điểm nè. Đó, tìm địa điểm, xong mình nhập cái tên đường hoặc là địa chỉ danh bạ gì đó. Ở cái video mà hướng dẫn sử dụng Vietmap Lite thì Kha đã hướng dẫn anh chị và các bạn rồi, do đó ở video này Kha không nhắc lại. Ở đây mình chỉ tập trung vô cái vấn đề xem coi hàng ngày mình sử dụng nó có bị quá phiền phức cho mình hay không nha. Rồi ok, thì mình đã tìm xong. Ok, bây giờ mình sẽ mô phỏng lại cái quá trình là mình sẽ tắt máy xe, ví dụ như là mình dừng ở đâu đó để mình ăn uống hoặc nghỉ ngơi trong vòng vài tiếng đồng hồ thì chuyện gì đã xảy ra ha. Ở đây anh chị và các bạn thấy mình đã mở và kết nối thành công với Vietmap Lite. Rồi bây giờ Kha sẽ tiến hành thoát ra khỏi màn hình chính và để yên như vậy nhé. Kha để sẽ giữ nguyên như vậy. Bây giờ Kha sẽ tiến hành là tắt máy xe nha. Rồi đây, anh chị và các bạn thấy thì cái app nó đã tắt rồi ha. Đó, cái Vietmap Lite, cái HUD này cũng đã tắt. Đấy, máy xe tắt nha. Rồi ok, tắt rồi ha anh chị và các bạn ha. Rồi bây giờ Kha sẽ tiến hành là đề máy xe lại, giống như là Kha sẽ mô phỏng giống như là việc mình ăn uống xong mình lên xe mình nổ máy xe lại thì mình sẽ xem nó như thế nào. Đấy, anh chị các bạn thấy nó khởi động lên ha, xe Kha đã khởi động nè. Đấy, đấy anh chị và các bạn thấy không, thì cái Vietmap Lite nó sẽ tự động kết nối với cái HUD, thì hầu như là anh chị và các bạn cũng sẽ không cần phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Đó, trong vòng khoảng mấy tiếng đồng hồ, thậm chí Kha đã từng test qua đêm thì mình chỉ cần lên xe mình nổ máy xe thôi là nó sẽ tự động nó kết nối lại một cách rất là hoàn hảo và trơn tru, thì hầu như mình không có làm gì cả. Thì đối với Kha đến bước này Kha không thấy phiền gì cả, tại mình có làm gì đâu mà phiền. Rồi, nhưng đến bước này một số anh chị các bạn sẽ cho rằng là cái app Vietmap Lite này nó chạy ngầm, nó sẽ gây tốn pin. Thì thực sự ra nếu mà anh chị và các bạn cho nó phép nó chạy ngầm như thế này thì cũng có tốn pin đấy. Nhưng mình muốn giải quyết cái câu chuyện tốn pin thì ở đây mình sẽ giải quyết như thế nào. Ví dụ mình tạm dừng để mình ăn uống hoặc là nghỉ ngơi cà phê gì đó thì mình kệ nó đi, thật ra nó tốn cũng không có nhiều. Với lại là điện thoại bây giờ nó đang bị sạc nhanh cũng là nhiều rồi, cắm sạc ví dụ như là điện thoại của Kha mà cắm có thể là cắm 30 phút nó lên 85% pin là cái chuyện đó bình thường. À, nhưng mà anh chị và các bạn muốn tiết kiệm pin hơn thì khi mà anh chị và các bạn ăn uống hoặc là mình về tới nhà mình dừng xe đậu xe qua đêm á thì mình chỉ cần làm một cái thao tác là như thế này. Vuốt cái đai nhiệm lên rồi vuốt nó đi, thế là xong, là app nó đã tắt hẳn. Thì lúc này trên cái màn hình hub nó sẽ trở về cái một cái màn hình hiển thị bình thường, nó chả có tính năng thông minh gì cả. Đấy, rồi đến bước này thì bây giờ Kha sẽ mô phỏng tiếp là trường hợp anh chị và các bạn sáng hôm sau mình xuống xe mình nổ máy xe thì mình đã diệt ứng dụng chạy ngầm rồi, thì cái việc mà nó tự động kết nối là không thể, là tại vì mình diệt ứng dụng chạy ngầm rồi nó không thể kết nối được. Đấy, thì sáng hôm sau ví dụ như Kha lên xe nổ máy thì Kha sẽ làm gì, chỉ cần là mở cái điện thoại của mình lên
bấm vô like. Rồi công việc còn lại sẽ, nó cũng sẽ automatic, nó kết nối lại. Đây, ra thử cho mọi người xem nha. Đó, mọi người nghe tiếng tinh không? Và Kham mở cái ấy cho mọi người xem nha. Đấy. Đó, trên cái hub đó, nó sẽ hiển thị được cái tốc độ tối đa trên đường và cái tên đường mà Kha đang đậu xe luôn nè. Đấy. Và nó hiển thị được cái giao lộ luôn nè. Đó. Thì đến bây giờ nếu mà Kha muốn tìm đường để mà Kha di chuyển á, thì Kha chỉ cần là vào trong cái mục tìm đường điểm đến á, như bình thường, rồi Kha bấm Kha đi thôi. Còn nếu mà Kha đi trong thành phố không cần phải tìm đường thì chỉ việc là ốp màn hình điện thoại hoặc là vuốt ứng dụng chạy ngầm bỏ nó quang bên rồi quang điện thoại rồi mình lái xe như bình thường thôi. Thì đối với cá nhân Kha thì Kha thấy cái việc này nó hoàn toàn bình thường. Tại vì sao? Ví dụ anh chị và các bạn muốn sử dụng cái YouTube trên cái màn hình Android của mình đi, Kha ví dụ, thì bước đầu tiên anh chị và các bạn mình nổ máy xe thì mình cũng phải bấm vô YouTube rồi mình tìm cái video mình coi, thì nó cũng như nhau thôi. Thì đối với Kha cảm giác là nó hoàn toàn bình thường. Còn anh chị và các bạn thấy thế nào? Đặc biệt là những anh chị mà đang sử dụng Việt Max HUD á, cảm giác nó có phiền hay không thì vui lòng comment ở phía dưới video để cho Kha cũng giống như là tất cả các anh chị khác cùng biết cảm nhận của mình sau khi mình sử dụng cái Việt Max Hub kết hợp với ứng dụng Việt Max Lite nhé. Và nội dung của video đây đến đây thì Kha sẽ chốt tại đây và không để nó dài hơn nữa. Và cuối cùng Kha xin chào tất cả quý anh chị và các bạn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video tiếp theo trên kênh Mr. Kha Việt Map. Xin chào.